Đập đá chiều 20 tháng 10 2020. Dòng nước vẫn còn chảy xăm xắp trên mặt đường từ Lê Lợi qua Nguyễn Sinh Cung đây mọi người. Trời vẫn mưa nha mọi người. Buổi chiều tại thành phố Huế đây. Mưa vẫn cứ mưa đây mọi người. Đây là những người mưu sinh trong mùa lũ đây mọi người. Lúc này thì đập đá, nước vẫn còn sấm sấp, chạy đối bờ vẫn còn sấm sấp mọi người nhé. Lúc này đây là buổi chiều ngày 20 tháng 10 đó mọi người. Thì tình hình nước mưa, lượng mưa vẫn đang mưa lớn thì tình hình này thì nước có thể không xuống nữa mà lên mọi người ạ. Mọi người có thể thấy đập đá những ngày trước thì có mình làm clip thì có lúc nó xuống nhìn thấy đường luôn, là bây giờ sau hai ngày nay xuống nhưng mà vẫn chưa xuống đó mọi người. Thì hai ngày nay lượng mưa lên lại tăng lại thì được đập đá, mọi người thấy cái đường dừa thì nước còn bên sông Hương vẫn chảy quá nha. Ở đây là những người đi mưu sinh trong mùa lũ, người ta đi bắt cá đó mọi người. Trên dòng sông, đầu dòng sông Như Ý giao nhau về đập đá thì bên kia là sông Hương. Đây mình đang đứng có mặt tại đường Hàng Mặc Tử đó mọi người. Quay từ ngay đường Nguyễn Sinh Cung mình quay lên đó mọi người. Đây mọi người có thể thấy được sấm sấp mình chạy từ sông Hương tràn qua dòng sông Như Ý mọi người nhé. Kia là cầu Vị Dạ. Từ đầu mùa đến chưa có ngay mốc cả nhiều không hay là giống nhau? À, nó luôn cả ít đó này. Dạ. Nếu chắc phải kéo liên tục đấy. Cái cái xuồng càng cạn chạy ngang quá đó. Nông nông không có. Dạ. Đường đi vừa rồi nước lên cao anh. Đó lụt vô nhà đó nó một cấp đấy. À đây là vô tử cấp rồi. Đây vẫn cao hả anh nè. À, sau ra đường đi cao nữa. Hai mặt từ cao. Vì cái mặt nước mà sắm sắp đây rồi mà khi nước cao lên đỏ thì mình đường đi cao. Xin thấy cái con kia chậm kia đường về về đó thì nó lụt kẹp. Dạ, gì tới thì lục. Đường Hàng Mặc Từ quảng cáo. Gần bờ sông quảng cáo. Giờ tỉnh rồi có làm đường cao hơn nhiều rồi mà. Còn lục cao chứ. Mua đi anh kéo có mô to chứ. Chỉ một hả? Là cả chén. Rốt phí hả? Dạ. Dạ. Lục đấy thường thường em hay thấy họ cất là hay có cá chứ nha, cá chẹp, cá gãy á. À dạ. Dạ. Ai loài nữa chứ mấy? Dạ. À là cà phê và cà tê hả? Dạ. Đập đá nước hàng cái lấn chân hàng xuống nữa anh hả? Hàng cái chạy lấn lấn chân chân giờ nước chứ, giờ đường á. Gió ra đây là con mưa anh ấy. Con mưa nhiều. Cho nên cô xuống mất, thấy xuống ngang đỏ đó nha mày. Cho đi được rồi. Dạ chưa anh, con hai đầu già đang chặn.
kéo lạc nữa thôi, càng chạy quá chứ đấy. Xuôi theo dòng sông Như Ý đây mọi người ơi, một phía là hướng về Xuân Hòa, Thủy Vân, Hương Thủy, và một hướng cũng vẽ về phía chợ Già Lê Gót đó mọi người. Đây là hướng này về Xuân Hòa mọi người, đây là cầu Vân Dương đó mọi người. Thì giờ mọi người có thể thấy là toàn là rác nằm trên sông đó mọi người. Xuôi theo dòng sông Như Ý nha mọi người nha. Thì từ đây nhìn thẳng lên trên kia là cầu Vị Già mà cũng xa lắm thầy mọi người ạ. Mình đứng từ cầu Vân Dương này, giờ nhìn mặt sông rất là nhiều rác luôn, mênh mông. Thì chiều hôm nay mình đưa mọi người về vùng Thủy Vân nha mọi người, thị xã Hương Thủy. Đây, đi dọc theo cái dòng sông này là như dòng sông Công. Còn cái rẽ ngã lúc nãy là một ngã về sông Như Ý, và sông này gọi sông Công đó mọi người. Về đây thì có thể bắt gặp những cái tảng bùng nằm hai bên đường mọi người. Đây là tại thôn Vân Dương, xã Thủy Vân này mọi người. Đây là xã Vân Dương, thôn Thủy Vân. Trời vịt người ta lùi trên bờ sông Như Ý mọi người. Ở trên đường đi thì gặp mấy dì mấy chú đang đi nhận gạo cứu trợ về đây mọi người. Ôn gì này, lục còn nắng ôn. Dạ, ở đây là chi đây ôn à? Thôn Dương, Thôn Dương 2. Dạ, Thôn Dương hả? Thôn Vân Dương hả? Thôn Vân Dương là xã Thủy Vân. Xã Thủy Vân, thôn Vân Dương 2 hả? Ông ở vùng ní à? Vùng ní. À, nhà ông ngập nặng không? Ngập vô nhà đó, vô nhà đó. À, là ở đoàn vào đây ông gần tới nhà chứ? Gần dưới tới đó. À, dạ rồi. Ông đi nhận hạt gạo cứu trợ với à? Cứu trợ. Dạ. Người được mấy cân không? 10 cân đây. Người 10 cân à? Hai hồ đây. À, một rửa lăng hồ 10 cân. Rồi 10 cân. À, rồi từ ngay cho ông nhận được mấy đợt rồi? Chưa đặng được có hết. À, là đợt này đây hả? Đợt này còn mấy có đợt được năm quả mấy cô à? À dạ, năm quả mấy cô thôi. Chúng trong mấy ngày cô lập đó, nước nhiều á thì người ta chia nhau đó. Dạ, là được năm quả mì rồi, giờ chưa là được thêm 10 ký gạo đó hả? Rồi. Dạ. Hôm qua nói vậy. Là khu gì nên cô lập được mấy ngày không? 3-4 ngày gì đó. Dạ. Mùa đang lên, kiểu lên lại. Dạ, xuống nó lên lại đó hả? Lên lại xuống ngập. Rồi mình có di dời đi mua không? Không. Hay là kế đồ lên ở trong kế nhà thôi? Kế đồ lên, kế đồ kế đó. Mà dạ. Mình vác không nổi nè. À, dạ. Mình có làm mấy bao lúa mà bò. Dạ. Kế lên mà có được hết. Dạ, nói chung là trong nhà là vẫn còn đi lại được, kế đồ lên được đúng không? Kế được. Chứ chưa lục nhà. Kế. Nửa nhà không? Như nhà ông là nửa nhà không? Vô nhà đó. Vô nhà thôi. Dạ, dạ. Chứ hẳn vô sâu. Dạ. Rồi vùng này có ai bị ngập nặng phải di dời đi chỗ mua không? Không, vùng này có cái đó. Điện đồ lên trên trên mà bảo lên trên ngồi. Dạ dạ dạ, nói chung là chưa có chi ngập nặng rồi. Điện đồ lên ngồi trên. Dạ. Đây vùng sau này là cánh đồng đúng không ạ? Cánh đồng qua Già Lê đó. À dạ dạ, qua Già Lê Gọt đó hả? Dạ. Ờ vất vả. Ông đạp được á, ông đi bộ à? Dạ. 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 Dạ rồi, cảm ơn ông ấy. Dạ, chúc ông sức khỏe. Dạ. Thì tình hình nghe ông nói thì mọi người biết rồi. À, sau lũ thì người ta có ủng hộ cho người 10 kỳ gạo tại cái khu vực này mấy ngày bị cô lập đó mọi người.
chung cũng không khó khăn lắm, nhưng mà phía sau lũ thì người ta cũng có ủng hộ người 10 ký gạo. Và trong cái những cái ngày lũ thì cũng có một hồ mấy gói mì tôm ăn trong những ngày mưa gió đó mọi người. Thì đây là từ cầu Như Ý dưới đường tỉnh lộ 10 nhìn lên đây mọi người, từ sông Như Ý đấy mọi người. Mình mới đi từ đoạn đường từ trên cầu Vương Dương về đây. Mọi người có thể thấy cái vực dưới này nhé. Cái vực dưới này nói chung cũng có chi gọi là nặng nề cả, có cô lập trong những ngày nước cao thôi. Cái người dân cũng không có nguy hại chi. Thì vừa qua vừa rồi mọi người có nghe mình có hỏi thăm ông cụ đi nhận gạo cụ trợ về đó, mọi người có thể biết cái vùng dưới này nha. Thì tình hình mưa lụt chiều hôm nay mình đưa mọi người về theo dòng sông Như Ý từ đầu đường Hàng Mặc Tử, từ đập đá về đến cầu Như Ý 2 dưới tỉnh lộ 10. Thì đến đây cũng kết thúc mọi người nha. Mọi người xem thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ mạnh tay cho nhiều người cùng xem. Đăng ký kênh để theo dõi những clip mới của Yên Vũ Hòa Bình Vlog nha. Và xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người.